Công ty Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây là hộp giảm tốc trục vào có mặt bích vuông NMRV, là loại chuyên dùng cho các động cơ servo hoặc step motor hoặc các động cơ điện có mặt bích vuông ở trục ra. Sau đây là các loại thông dụng nhất. Size 63. Kích thước mặt vuông là 130 x 130. Đường kính trục âm vào là 24mm. Rãnh cavet là 8mm. Khoảng cách tâm trục âm vào tới mặt đất là 136mm. Khoảng cách giữa hai lỗ của mặt bích vuông là 102mm. Đường kính vành định vị là 110mm. Tổng chiều cao hộp số là 199mm. Đường kính trục ra cốt âm là 25mm. Rãnh cavet là 8mm. Đường kính trục ra cốt dương là 25mm. Khoảng cách tâm lỗ trục ra tới mặt đất là 72mm. Đường kính lỗ ở chân đế là 9mm. Chiều ngang thân của hộp số là 112mm. Ngoài ra, chúng tôi có các size cỡ như là 30, 40, 50, 75, 90, 110. Với đường kính trục vào là 11, 14, 19, 24 hoặc 28mm. Sau đây là hình ảnh kho xưởng và văn phòng công ty.